Xin chào các bạn, tôi là Vĩnh, rất vui gặp các bạn ở kênh Thầy Vĩnh TV. Hệ thống truyền hình bao gồm đường điện, đường hình và đường tiếng. Livestream, livecam cho event là một hình thức truyền hình lưu động, nên việc lắp đặt, triển khai, thu dọn phải đáp ứng kịp nhu cầu của sự kiện. Sự kiện là nơi tập trung đông người, việc lắp đặt phải đảm bảo tiêu chí thiết trí, đạt tiêu chuẩn góp phần vào sự an toàn điện, đảm bảo độ ổn định cho tín hiệu đường hình, đường tiếng. Từ sơ đồ đóng nối, các kỹ thuật viên nhanh chóng triển khai các sợi dây cáp một cách tỉ mỉ, đánh dấu nhãn cáp một cách cẩn thận và chính xác. Việc thu dây cáp không đúng cách sẽ làm cho dây cáp rối, xoắn, làm mất thời gian cho việc kiểm kho, đóng gói và để chuẩn bị cho các sự kiện tiếp theo. Chủ đề hôm nay tôi chia sẻ cách thu dây cáp với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đối với sợi dây cáp ngắn. Trường hợp thứ hai đối với sợi dây cáp dài. Hy vọng rằng chủ đề này trên kênh Thầy Vĩnh TV đã giúp bạn thêm một mẹo mới phù hợp với nghề của bạn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng comment dưới phần bình luận. Và đừng quên dành một like và subscribe kênh Thầy Vĩnh TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề sau.